Hyundai Grand 10 2021 nâng cấp như thế này thì khả năng cao sẽ đập chết VinFast Fadil. i10 2021 vừa mới được ra mắt vào tuần trước, khiến cho nhiều người đều có chung một cái cảm giác rằng mẫu xe này thực sự đã sẵn sàng quay trở lại để giành lại ngôi vương từ tay đối thủ VinFast Fadil. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó nó có dễ dàng hay không, cửa sáng nào dành cho mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, liệu những nâng cấp và sở hữu một giao diện mới có đủ sức thuyết phục khách hàng xuống tiền? Ngày hôm nay chúng tôi sẽ so sánh nhanh thông số kỹ thuật của hai mẫu xe VinFast Fadil và Hyundai Grand 10 2021. Đi cùng với đó là những phân tích mổ xẻ đưa ra dự đoán cho tương lai của hai cái tên này. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Còn bây giờ hãy cùng ngồi xuống và thưởng thức trà thơm nào. i10 2021 được ra mắt với tổng cộng là 6 phiên bản với mức giá bán từ 360 tới 455 triệu đồng. Mẫu xe này sẽ vẫn có tổng cộng là 4 phiên bản số sàn, còn lại 2 phiên bản số tự động sẽ đều có mức giá bán cao nhất. Trong đó phiên bản hatchback là 435 triệu đồng, phiên bản sedan là 455 triệu đồng. Như vậy, so với đời cũ, i10 2021 sẽ có giá bán tăng lên khoảng 30 triệu đồng. Trong đó, đối thủ VinFast Fadil chỉ sở hữu 3 phiên bản đều sử dụng hộp số tự động, không có phiên bản số sàn như i10 2021. Bên cạnh đó, với mức giá bán lần lượt từ 382 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 413 triệu đồng cho phiên bản nâng cao và 449 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng là VinFast Fadil đang có một cái mức giá bán trung bình đều cao hơn so với Hyundai i10 trên từng phiên bản. Tuy nhiên, nếu để so sánh mức giá bán của Hyundai i10 số sàn với các phiên bản nâng cao và tiêu chuẩn của VinFast Fadil thì rõ ràng là các phiên bản số sàn của mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc đang rẻ hơn đối thủ khoảng 10 đến 20 triệu đồng. Nhưng nếu như chúng ta xét về những trang bị mà VinFast Fadil phiên bản tiêu chuẩn và nâng cao đang có, ví dụ như là hộp số tự động vô cấp, động cơ 1.4 lít, các công nghệ an toàn nổi bật như là khởi hành ngang dốc, chức năng chống lật rôm, kiểm soát lực kéo TCS. Về mức độ tối ưu và mang lại nhiều giá trị tương ứng với số tiền các bạn phải bỏ ra, mình cho rằng là VinFast Fadil tối ưu hơn khi có hai phiên bản nâng cao và tiêu chuẩn, chỉ cao hơn so với các phiên bản số sàn của đối thủ từ 10 đến 20 triệu đồng thôi. Nhưng đổi lại, Fadil lại sở hữu nhiều điểm nổi bật hơn so với mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Xét về góc độ có thể tiếp cận đa dạng nhiều đối tượng người dùng, cá nhân mình cho rằng Hyundai i10 đang chiếm ưu thế tốt hơn khi có thêm các phiên bản số sàn để phục vụ chủ yếu cho những khách hàng mua xe về để kinh doanh vận tải. Còn nói về sự hỗ trợ của nhà sản xuất dành cho khách hàng trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, mình cho rằng là VinFast đang làm tốt hơn so với Hyundai thành công. Lý do kể từ khi ra mắt cho tới nay thì hãng xe Việt giảm giá rất sâu cho từng phiên bản của VinFast Fadil. Ở lần gần đây nhất thì chương trình tri ân cho khách hàng mua xe đăng ký tại Hải Phòng, Fadil giảm lên tới gần 70 triệu đồng một xe, đẩy mức giá của các phiên bản xuống còn dưới 300 triệu đồng. Bên cạnh đó thì hãng vẫn duy trì các dịch vụ sau bán hàng, ví dụ như là cứu hộ miễn phí 24/24 giờ, tặng voucher nghỉ dưỡng, là những gì mà chúng ta thấy được hãng xe đến từ thương hiệu Việt quan tâm tới khách hàng như thế nào. Tất nhiên là một hãng xe mới thì cần phải đưa ra những chính sách hấp dẫn như vậy để lôi kéo thị phần là điều đương nhiên. Nhưng rõ ràng nếu như Hyundai thành công không đưa ra bất kỳ những chính sách hỗ trợ khách hàng nào giống như VinFast thì có lẽ Hyundai i10 2021 sẽ đuối thế và dần rơi vào cái tình trạng đắp chiếu giống như trường hợp của Kia Morning hiện tại. Trước tiên để đến với so sánh ngoại thất xe, mình xin lưu ý với các bạn rằng ở video này mình sẽ chỉ đi sâu vào phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Grand 10 2021 hatchback sử dụng hộp số tự động, so sánh với mẫu xe VinFast Fadil phiên bản cao cấp nhất. Lý do là hai mẫu xe này đều có mức giá bán và trang bị gần như là tương đương và xem nhau. Về phong cách thiết kế, nếu như các bạn đặt hai mẫu xe này cùng chung với nhau và hỏi 10 người trẻ, chắc chắn câu trả lời sẽ nghiêng về Hyundai Grand i10 2021 hơn. Đây là một trong những điều hết sức bình thường bởi vì các nhà sản xuất đến từ thương hiệu Hàn Quốc từ trước tới nay đều rất mạnh về khâu thiết kế sản phẩm. Rõ ràng i10 2021 có một cái ngoại hình rất trẻ, hiện đại, vừa có những chi tiết điệu đà nhưng lại vừa có những đường nét vuông vức cứng cáp.
Nó thể hiện ngay ở những cái phần chi tiết như là hai chiếc đèn LED có cách tạo hình boomerang được cài cắm ở phần phía bên trên lưới tản nhiệt. Rồi phần cụm đèn chiếu sáng phía trước cũng được vuốt khá nhiều về phần phía tai xe. Bên trên nắp capo cũng vậy, với chi chít những đường gân, đường dập nổi. Còn với VinFast Fadil thì mình cho rằng cái sự nam tính thuần theo cái phong cách châu Âu luôn luôn được thể hiện ở bất kỳ vị trí nào ở phần phía bên ngoài ngoại thất xe. Và với vẻ đẹp thì quả thực mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng. Chính vì vậy mà mình sẽ không đi sâu vào phân tích cái vấn đề này. Chúng ta hãy cùng nhau liệt kê những cái trang bị mà hai mẫu xe này đang có. Cụ thể, i10 2021 và Fadil phiên bản cao cấp nhất vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng dạng halogen chóa sáng phản xạ, kết hợp với đó là đèn daylight chạy vào ban ngày dạng LED. Tuy nhiên, đèn chiếu sáng của Fadil lại có khả năng điều chỉnh góc chiếu sáng bằng núm xoay ở phần phía bên trong khoang cabin xe. Gương chiếu hậu đều có khả năng chỉnh điện, gập điện, rồi có đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm, sấy mặt kính nữa. La răng của i10 2021 đã được tăng lên kích cỡ là 15 inch, ngang bằng so với đối thủ VinFast Fadil. Ở phía đằng sau thì VinFast Fadil sở hữu một cái phần cụm đèn hậu có viền đèn LED phía xung quanh, tăng khả năng nhận biết cho những phương tiện phía sau. Tuy nhiên thì hai mẫu xe này đều sử dụng bóng đèn chính vẫn là dạng sợi tóc mà thôi. Tổng quan kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao và phần trục cơ sở khoảng sáng gầm của hai mẫu xe này như sau. Hyundai i10 2021 phiên bản hatchback có kích thước lần lượt là 3850mm x 1680mm và 1520mm. Chiều dài trục cơ sở đạt 2450mm, khoảng sáng gầm 157mm. Trong khi đó thì VinFast Fadil sở hữu thông số là 3676mm x 1632mm và 1530mm. Chiều dài trục cơ sở đạt 2385mm, khoảng sáng gầm đạt 150mm. Như vậy, thông số kích thước bên trên màn hình các bạn cũng có thể thấy rằng là mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc đều có những con số lớn hơn so với đối thủ. Bước vào bên trong nội thất của hai mẫu xe này, mình cho rằng là Fadil và i10 2021 đều đang làm rất tốt ở khâu thiết kế sản phẩm. VinFast Fadil nổi bật với những cái phần chi tiết ốp gỗ piano xuất hiện dày đặc bên trên tablo của xe, trông rất là nam tính. Ở phía bên này thì Hyundai i10 2021 lại mang tới một cái thiết kế rất trẻ, rất hiện đại, với những cái cửa gió điều hòa dạng tua bin sử dụng hai tông màu cùng chung màu sắc với viền ghế ngồi. Mảng tablo phía bên phụ của xe thì nổi bật với những cái họa tiết hình vây cá trông rất là ấn tượng. Về cảm nhận thì cá nhân mình cho rằng Hyundai i10 2021 đang sở hữu một cái phong cách thiết kế ấn tượng và mang nhiều màu sắc trẻ trung hơn so với đối thủ. Bên cạnh đó, Hyundai i10 2021 cũng sở hữu những cái công nghệ mà VinFast Fadil chưa hề được nâng cấp, ví dụ như là khởi động nút bấm Start Top. Ngoài ra, nếu như chúng ta mở rộng ra so sánh với các đối thủ nằm trong phân khúc xe đô thị hạng A ở tại thị trường Việt Nam, mình cho rằng là Hyundai i10 2021 đang sở hữu nhiều những tiện ích công nghệ nhất hơn bất kỳ mẫu xe nào. Ví dụ như là màn hình có kích cỡ 8 inch, kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, nhận diện giọng nói và có cả bản đồ vệ tinh AVN phát triển riêng cho thị trường Việt Nam nữa. Chưa hết, nổi bật nhất trong số đó phải kể tên tới đó là tính năng set ga tốc độ Cruise Control và cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Đó là những chi tiết rất hữu dụng mà chưa có đối thủ nào trong phân khúc này được trang bị như Hyundai i10 2021. Còn đối với VinFast Fadil thì hãng xe Việt chỉ trang bị cho mẫu xe này phần chi tiết khởi động chìa khóa bằng cơ, không phải là sử dụng dạng start top. Màn hình cảm ứng 7 inch nhỏ hơn so với đối thủ, chưa có phần mềm bản đồ vệ tinh sử dụng cho thị trường Việt Nam, và dĩ nhiên là cũng chưa có tích hợp thêm cái tính năng kiểm soát hành trình thông minh Cruise Control và cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai giống như đối thủ. Tuy nhiên thì mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc cũng có những cái điểm yếu riêng mà mình cho rằng là nhà sản xuất cố tình cắt bớt đi để bù đắp cho những cái tính năng nổi bật kia. Cụ thể, xe chỉ được trang bị một cái hệ thống điều hòa chỉnh cơ chứ không phải là dạng tự động như là VinFast Fadil hay là các đối thủ trong phân khúc xe đô thị hạng A. Như vậy, chúng ta có thể kết luận được rằng là trong cuộc đua về trang bị tiện ích trên xe, Hyundai i10 2021 đều thắng thế trước đối thủ đến từ thương hiệu Việt. Với tổng quan kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao và phần trục cơ sở đều lớn hơn so với VinFast Fadil, không khó để chúng ta có thể nhận định được rằng là Hyundai i10 2021 có một cái không gian bên trong khoang cabin xe rộng rãi và thông thoáng hơn so với đối thủ. Chính vì vậy mà đây cũng là một trong những lợi thế để mẫu xe Hàn khai thác những đối tượng khách hàng kinh doanh vận tải và những khách hàng gia đình có đông thành viên. Tuy nhiên, khả năng vận hành lại là một trong những điểm mạnh của VinFast Fadil, bởi vì mẫu xe này sở hữu một cái khối động cơ 1.4 lít sản sinh ra công suất là 98 mã lực và 128 Nm, đi kèm với đó là cụm hộp số vô cấp CVT.
Trong khi đó thì i10 2021 về thị trường Việt Nam chưa được nâng cấp khối động cơ mới như là ở phiên bản ở tại thị trường Hàn Quốc. Mẫu xe này vẫn sử dụng khối động cơ 1.2 lít cấp 3, sản sinh ra công suất là 83 mã lực và 114 Nm. Đi kèm với đó là cụm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Như vậy rõ ràng là Hyundai i10 2021 về khả năng vận hành cũng không có những cái sự thay đổi gì cả. Chính vì vậy mà mình sẽ dựa trên những cái căn cứ cơ sở mà mình đã từng chạy thử hai mẫu xe này để đưa ra kết luận như sau. VinFast Vanille có một cái khả năng vận hành mạnh mẽ và mượt mà hơn so với đối thủ, ngay kể cả khi di chuyển chậm ở trong phố lẫn di chuyển tốc độ cao ngoài đường trường. Khả năng bứt tốc, vượt xe, leo dốc đều dứt khoát và nhanh nhẹn hơn so với đối thủ. Đặc biệt khi chạy đủ tải thì VinFast Vanille cho thấy cái khả năng vận hành thông thoáng hơn so với i10 2021. Hệ thống treo của VinFast Vanille cũng cứng chắc và ổn định hơn so với i10 khi chạy ở tốc độ cao và đặc biệt là chạy ở ngoài đường trường. Bên cạnh đó thì khả năng chịu tải của mẫu xe Việt cũng tốt hơn so với mẫu xe đến từ Hàn Quốc. Còn về phần cảm giác lái và khả năng cách âm chống ồn thì mình xin phép được chia sẻ với quý vị và các bạn ở video đánh giá về i10 2021 sau. Lý do là bởi vì trên phiên bản mới có thể nhà sản xuất đã cải tiến hoặc thay đổi một số các chi tiết bên trên xe. Chính vì vậy mà những con số nó cũng sẽ có thể là thay đổi. Về phần trang bị an toàn thì Hyundai i10 2021 sở hữu những công nghệ an toàn cơ bản như sau: hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, rồi cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống camera và cảm biến lùi, cảnh báo chống trộm và hai túi khí. Trong khi đó thì VinFast Vanille cũng sở hữu những cái công nghệ an toàn tương tự, tuy nhiên thì mẫu xe VinFast Vanille lại không có tính năng hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS như đối thủ. Tuy nhiên i10 2021 lại không sở hữu những cái công nghệ an toàn mà VinFast Vanille đang có sẵn, ví dụ như là kiểm soát lực kéo, chức năng chống lật rôm, bộ căng đai khẩn cấp hạn chế lực cho hàng ghế trước, mắc cố định cho ghế trẻ em Isofix, cảnh báo thắt dây an toàn cho hàng ghế phía trước và phía sau, khóa cửa tự động khi xe di chuyển. Đặc biệt i10 2021 vẫn chỉ được trang bị hai túi khí mà thôi, trong khi đó thì VinFast Vanille đã được trang bị lên tới 6 túi khí, tương đương với các mẫu xe trong phân khúc hạng B. Với những so sánh tổng quan của hai mẫu xe này thì mình kết luận như sau: Hyundai i10 2021 có đủ sức thuyết phục những khách hàng với những yếu tố như là có thiết kế nội ngoại thất mới mẻ, hiện đại, trẻ trung, không gian rộng rãi và có nhiều tiện ích nổi bật hơn so với VinFast Vanille. Còn đối với mẫu xe đến từ thương hiệu Việt Nam thì thuyết phục khách hàng ở những điểm mạnh như là khả năng vận hành nhanh nhẹn, mạnh mẽ, sở hữu những công nghệ an toàn nổi bật hơn so với Hyundai i10 2021. Bên cạnh đó thì hãng xe Việt hiện tại đang có những chính sách hỗ trợ về giá bán, các chương trình ưu đãi, khuyến mãi và dịch vụ sau bán hàng hấp dẫn hơn so với đối thủ. Và cuối cùng thì mình kết luận rằng là hai mẫu xe này đều có những cái ưu nhược điểm khác nhau, không mẫu xe nào là hoàn hảo trong tầm giá cả. Vừa rồi là bài so sánh nhanh giữa hai mẫu xe VinFast Vanille và Hyundai Grand 10 2021 của Auto Việt Nam. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi. Nếu có ý kiến bình luận gì thì hãy vui lòng chia sẻ comment ở phần phía bên dưới một cách văn minh và lịch sự nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.